Những diễn biến mới nhất về chiến sự Nga, Ukraine và thế giới trong 24 giờ qua Ukraine nhận xét quân đội Nga có khả năng thích ứng nhành Ukraine ồ ạt tấn công, lửa bao trùm khu sản xuất, khí đốt tự nhiên lớn thứ hai của Nga Truyền thông tiết lộ Nga đang chuẩn bị đoàn thù sống xét nếu Ukraine tấn công Crimea Ukraine công khai yêu cầu phương Tây dùng quân đội làm ủy nhiệm Ukraine đập tan cuộc tấn công liều chết của Nga theo hướng Kobyans. Và sau đây là những nội dung chi tiết. Ukraine nhận xét quân đội Nga có khả năng thích ứng nhanh. Kính thưa quý vị, quan chức Ukraine nói lực lượng Nga đã chỉnh sửa cải tiến tên lửa để tập kích hiệu quả hơn, cho thấy khả năng học hỏi thích ứng nhanh. Đối phương học hỏi tương đối nhanh. Ví dụ, tên lửa hành trình Kh-101 mà Nga bắn gần đây khác hoàn toàn so với loại mà họ sử dụng hồi năm 2022. Chúng được trang bị hệ thống tác chiến điện tử chủ động, môi bẫy nhiệt và những thứ tương tự. Vadim Skibitsky, quan chức thuộc Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine, Sriyura, tuần này nhận xét. Video đăng trên mạng xã hội trước đó cho thấy tên lửa KH-101 của Nga liên tục phóng mồi bẫy trong cuộc tập kích quy mô lớn Ukraine hôm 29 tháng 12 năm 2023. Trong video, quả đạn KH-101 bay ngang qua đầu người quay phim, liên tiếp phóng ra các quả pháo sáng kèm theo nhiều tiếng lớp bốc. Tên lửa sau đó lao xuống mục tiêu và phát nổ, tạo ra quần lửa màu da cam. Những quả mùi bẫy không tạo ra về khói dài như đạn pháo sáng thông thần, nên có thể là phiên bản chủ yếu phát ra quang phổ ngoài khả năng quan sát của mắt người và camera dân sự, hoặc có thời gian cháy ngắn hơn so với mùi bẫy trên máy bay quân sự các giải kim loại và sợi thủy tinh để gây nhiễu radar vốn rất khó quan sát từ mặt đất cũng có thể đã được trộn vào các quả đạn này. Mùi bể nhiệt có thể làm chệch hướng tên lửa tông nhiệt trang bị đầu dò hồng ngoại, trong khi giải kim loại có khả năng tạo tín hiệu giả hoặc mang nhiễu trên hệ thống cảnh giới và đầu dò radar của tên lửa đối phương. Theo ông Skibisky, để đối phó với các cuộc tấn công ngày càng tinh vi của Nga, Ukraine cần phải tăng cường sản xuất hệ thống phòng không và tiến hành biện pháp nhằm bảo vệ các nhà máy công nghiệp quốc phòng, không để dây chuyền chế tạo vũ khí bị gián đoạn. Đây là kinh nghiệm chúng tôi đúc rút được từ tình hình chiến sự trong năm 2023. Ông nãy, Quan chức này trước đó cho biết, Masquerfa gần đây đang tập trung nhắm mục tiêu vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng của Kiev, thay vì tập kích hạ tầng năng lượng như mùa đông năm 2022. Trong gần 2 năm xung đột, lực lượng Nga đã nhiều lần cho thấy khả năng học hỏi, thích ứng nhanh chóng với diễn biến trên chiến trường. Đại tướng Valery Zaluzhny tư lệnh quân đội Ukraine tháng trước cho biết, đối phương đã học được cách đối phó với các cuộc tập kích bằng pháo HIMARS, loại khí tài đã gây nhiều thiệt hại cho lực lượng nga. Họ đã tới vị trí mà pháo HIMARS không thể bắn trúng. Chúng tôi không có bất cứ thứ gì với tầm bắn xa hơn, ông Zaluzhny cho hay. Một số binh sĩ Ukraine cho biết, lực lượng nga gần đây bắt đầu trang bị camera ảnh nhiệt cho máy bay công người lái góc nhìn thứ nhất, UAV, FPV để có thể tập kích đối phương trong điều kiện thiếu sáng. Điều này khiến khả năng tác chiến và di chuyển của lực lượng Ukraine vào ban đêm vốn từng được coi là lớp mạng bảo vệ tự nhiên cho họ trước UAV FPV của đối phương bị sụt giảm đáng kể. Ukraine ồ ạt tấn công, lửa bao trùm khu sản xuất khí đốt tự nhiên lớn thứ hai của Nga. Quý vị thân mến, thống đốc vùng Leningrad của Nga vào sáng ngày 21 tháng 1 xác nhận đã xảy ra cháy lớn tại Novatech, nhà ga kỳ đốt tự nhiên lớn thứ hai của Nga, nghi ngờ do một cuộc tập kích của Ukraine. Hóa hoạn bùng lên ở cảng biển thương mại Osloga, Baltic, trong bối cảnh Nga nhận được báo cáo về một vụ tấn công bằng máy bay không người lái UAV của Ukraine. nguồn tin cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, không có thương vong trong vụ hỏa hoạn giới chức địa phương đã ban bố tình trạng báo động cao tại quận kizilsky theo người đứng đầu quận yukri sabalasky lực lượng cứu hỏa và những đơn vị ứng cứu đầu tiên đã có mặt tại hiện trường hiện chưa rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn song nhiều người dân ở các thành phố lân cận cho biết họ đang nghe thấy âm thanh của uav trước khi đám cháy bùng lên báo địa phương brantanka đưa tin vào khoảng thời gian xảy ra sự cố sân bay bokovo ở sapetepur đã nhận được tín hiệu nguy hiểm và cấm bay. Ostlokia là cảng lớn nhất ở biển Baltic, nằm cách San Petersburg khoảng 170 km và cách biên giới Estonia 35 km. Cảng biển này có 12 phân khu với các mặt hàng chính bao gồm dầu khí, phân bón, gỗ và ngũ cốc. Đầu tuần này, truyền thông địa phương đưa tin quân đội Nga đã ngăn chặn một cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine nhắm vào một kho dầu tại khu vực Saint Petersburg một UAV mang theo 3 ký thuốc nổ đã bị bắn hạ ở khu vực lân cận công ty cổ phần kho chứa dầu thô của thành phố. Thời gian gần đây, Ukraine bị cáo buộc thường xuyên tổ chức các đợt tấn công bằng UAV và tên lửa nhằm vào cơ sở hạ tầng ở khu vực biên giới với Nga. Thậm chí có những cuộc tấn công cách biên giới Ukraine khoảng 1.000 km, ví dụ như vào vùng Leningrad. Ngoài ra, Nga cũng đã ngăn chặn các vụ tấn công tương tự tại khu vực Smolensk và Tula. Truyền thông tiết lộ Nga đang chuẩn bị đàn thù sống xét nếu Ukraine tấn công Crimea. Kính thưa quý vị, để trả đũa các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào Crimea, Nga nhiều lần lên tiếng cảnh báo Kiev sẽ phải hứng đàn thù tương ứng. Nga sẽ phá hủy các cơ sở công nghiệp quân sự trên khắp lãnh thổ Ukraine trong trường hợp xảy ra các cuộc tấn công vào Crimea. Nhà báo chuyên luận Lucas Legros viết trong bài báo cho Infobrist Phản ứng của Nga trước các cuộc tấn công liên tục có thể xảy ra vào Crimea sẽ không thể hiện ở sự thay đổi mạnh mẽ và tình hình ở tiền tuyến, mà ở sự gia tăng nhanh chóng số lượng không kích và các mục tiêu chiến lược trên khắp lãnh thổ Ukraine. Bài báo viết, theo nhà báo, của đội Nga sẽ tấn công các cơ sở quân sự, cơ sở hạ tầng quan trọng và trung tâm ra quyết định của Ukraine, giống như họ đã làm sau những nỗ lực trước đó của Kiev nhằm leo thang tình hình ở khu vực chiến sự. Tuần này, cựu tư lệnh tối cao lực lượng đồng minh NATO tại châu Âu, tướng Philip Ridlev đã kêu gọi phương Tây giúp Ukraine tấn công Crimea. Trong một diễn biến khác, người phát ngôn lực lượng không quân, ông Yuri Inat cho biết, Nga đã triển khai các hệ thống phòng không tới Crimea và tiền tuyến, nhưng đã rút chúng khỏi các khu vực khác của Nga. Ông Inat trong một cuộc phỏng vấn với Focus cho biết, việc họ lấp đầy đường dây liên lạc với nó là sự thật 100% và việc Crimea lấp đầy nó là sự thật 200%, nhưng bạn thấy rằng phần còn lại của lãnh thổ Nga không có nhiều hệ thống như vậy. Ông Inat cho rằng, Nga ngày càng cảm nhận được vị đắng của chiến tranh. Người Nga nghĩ rằng hoạt động quân sự đặc biệt đang diễn ra theo đúng kế hoạch và cuộc chiến sẽ không ảnh hưởng tới họ. Bây giờ, nó ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Thật không may, chúng ta đã phải gánh chịu nó suốt hai năm qua với rất nhiều hỏa hoạn, tàn phá và chết chóc. Bây giờ, họ cũng sẽ có được nó. Ukraine công khai yêu cầu phương Tây dùng quân đội làm ủy nhiệm Ukraine đang đưa ra cho Mỹ thỏa thuận tốt nhất có thể, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine tuyên bố. Ngoại trưởng Dmitry Kuleba cho biết tại Davos rằng, cái giá phải trả cho việc hỗ trợ quân đội Ukraine như một lực lượng ủy nhiệm chống lại Nga là rất nhỏ so với tổng ngân sách của Mỹ, đồng thời cho rằng khoản đầu tư an ninh như vậy sẽ mang lại lợi ích cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ. Ông Kuleba lập luận trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg, tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos rằng, không giống như các đồng minh khác của Mỹ, Kiev thậm chí không yêu cầu quân đội Mỹ triển khai trên bộ. Ông Koleba nói, chúng tôi đưa ra thỏa thuận tốt nhất trên thị trường an ninh toàn cầu, hãy cung cấp cho chúng tôi vũ khí, đưa tiền cho chúng tôi và chúng tôi sẽ hoàn thành công việc. Vì vậy, bạn cứu được điều quan trọng nhất là mạng sống của những người lính của mình. Nhà ngoại giao Ukraine này cũng tuyên bố rằng, Kiev không ăn cắp bất kỳ khoản tiền nào từ người nộp thuế Mỹ lập luận rằng số tiền được phân bổ cho Ukraine ít nhất chỉ là một phần rất nhỏ trong ngân sách quân sự của Mỹ. Ông nói với các phóng viên, hơn nữa, một đợt lớn số tiền này vẫn ở lại Mỹ vì nó được đầu tư vào việc sản xuất vũ khí để chuyển đến Ukraine. Chỉ riêng Mỹ đã gửi cho Kiev hơn 75 tỷ đô la, bao gồm hơn 45 tỷ đô la viện trợ quân sự trực tiếp, chiếm hơn 5% ngân sách năm 2024 do Lầu Năm Góc đề xuất. Moscow cũng nhiều lần cáo buộc Mỹ và các đồng minh lợi dụng cuộc khủng hoảng Ukraine để tiến hành cuộc chiến ủy nhiệm chống lại Nga và biến chiến trường thành nơi thử nghiệm thiết bị quân sự của phương Tây. Ngay cả lâu năm gốc và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Vương quốc Anh cũng mô tả, Ukraine là phòng thí nghiệm đổi mới quân sự và phòng thí nghiệm chiến đấu. Bộ Quốc phòng Nga mô tả những tổn thất của Kiev trong cuộc xung đột là thảm khúc. Ước tính của đội Ukraine đã mất gần 400.000 binh sĩ, thiệt mạng và bị thương, kể từ tháng 2 năm 2022, bao gồm hơn 160.000 người trong cuộc phản công thất bại vào năm ngoái. Kiev chưa bao giờ chính thức tiết lộ con số thương vong, nhưng những tổn thất nặng nề đã được chứng thực một cách gián tiếp bởi nỗ lực huy động ngày càng mở rộng của nước này. Vào cuối năm ngoái, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố quân đội nước này đã yêu cầu ông chiêu mộ thêm 500.000 tân binh để củng cố hàng ngũ, mặc dù dự luật huy động mới vẫn chưa được thông qua. Ukraine đập tan cuộc tấn công liều chết của Nga theo hướng Kobyans. Ukrainska đưa tin, báo cáo tóm tắt của Bộ Tổng tham mưu Ukraine tối ngày 20 tháng 1 cho biết, theo hướng Kobyans, quân phòng thủ đã đẩy lùi 21 cuộc tấn công của Nga gần Senkovka, Petrobraslovka ở vùng Kharkov và Shemakovka ở vùng Lugansk. Báo cáo có đoạn, trong ngày đã diễn ra 72 cuộc đụng độ, Tổng cộng, đối phương đã tiến hành 3 cuộc tấn công bằng tên lửa phòng không S-300 nhằm vào Novogradlovka, vùng Donetsk và 4 cuộc công kích, đồng thời thực hiện 25 cuộc tấn công từ hệ thống pháo tên lửa phóng loạt vào các vị trí của quân đội Ukraine. Bộ tổng tham mưu Ukraine khẳng định đã đẩy lùi hầu hết các cuộc tấn công của Nga ở Sversky và Slobosansky, Limen, Bakhmut, Avdiivka, Morika và Saborizia. Đồng thời, giao tranh ác liệt đang diễn ra tập trung ở Kobyansk, nơi quân phòng thủ đã đẩy lùi 21 cuộc tấn công. Nga không từ bỏ ý định đánh bật các đơn vị Ukraine khỏi đầu cầu tảng ngạn sông Dnieper. Tuy nhiên, cả 6 đợt tấn công của đối phương đều thất bại. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức liên quan trong bản tin mới nhất trên kênh HHD News. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hòm thư htdnews com Một lần nữa, đội ngũ htdnews rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.